Nay thì thầy muốn chiến đấu và hướng dẫn của các em 3 skill làm chủ bài tập vô cơ quan trọng. 3 skill này là 3 skill cực kỳ đặc biệt để giúp cho các em chinh phục phần vô cơ mà các em đang rất là sợ hãi nhá. Thế thì để cho buổi học được diễn ra tốt nhất thì thầy rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy thì giúp thầy chia sẻ lại buổi học này lại về tường và tag giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều ạ. Câu số 1 nào. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl? Kim loại nào sau đây ạ? Không tan trong dung dịch HCl. Các em lưu ý cho thầy từ không tan nhá. Không tan trong dung dịch HCl. Kim loại nào không tan trong dung dịch HCl? Bạc. Không tan. Đúng không? Những kim loại mà tan trong dung dịch HCl là những anh kim loại mà đứng trước hydro trong dãy điện hóa. Thế thì bạc là đứng sau hydro. Sắt đứng trước, kali đứng trước, nhôm đứng trước. Được chưa? Ba anh này tan. Ok, một đáp án A các em nhá. Câu 2 câu dễ quá nhỉ. Tên gọi của Fe2O3 là gì ạ? Câu 2 ạ. Tên gọi của Fe2O3 là gì ạ? Các bạn phải chọn đáp án cho thầy được không ạ? Tên gọi của Fe2O3 gì ạ? Sắt ba oxit, chính xác, đáp án đúng là đáp án C các em nhá. Đáp án C ạ. Câu số 3. Cho kim loại magie tác dụng H4 loãng. Cho kim loại magie tác dụng H4 loãng thu được hydro và chất nào sau đây? Thì anh magie này mà tác dụng với H2SO4 loãng thì mình thu được MgSO4 cộng với lại H2. Vậy ta thu được khí hydro và MgSO4. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Câu số 4 ạ. Trong tự nhiên, canxi carbonat tan dần trong nước có chứa khí carbon dioxide. Đây, canxi carbonat chúng ta là CaCO3 này. Tan dần trong nước có chứa khí carbon dioxide là CO2 này. Đấy chưa? Tạo thành muối tan là canxi hydrocarbonat CaH CO3 hai lần này. Phản ứng này giải thích cho sự xâm thực của nước mưa đối với đá vôi. Công thức của canxi hydrocarbonat là đáp án gì các em nhỉ? Câu 4 đáp án đúng chúng ta đáp án gì ạ? Đáp án C. Ok các em nhá. Câu 5 ạ. Đây. Câu 5 bây giờ sử dụng một skill cân bằng phương trình siêu nhanh của thầy, các bạn cũng chú ý nhá. Đây là một trong số những skill cực độc của thầy ạ. Nhôm từ nhôm 0 lên nhôm dương 3, 3E. Lưu huỳnh từ lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 2E. Mình vất 2 lên đây. Mình vất 3 lên đây. Bây giờ mình có này, 2 nhôm thì đây là 1, bởi vì đây là 2 nhôm rồi. Mình đếm lưu huỳnh này. 3 lưu huỳnh cộng 3 lưu huỳnh là 6 lưu huỳnh. Thấy chưa? Vậy tỷ lệ A chia B là 2 chia 6 thì bằng 1 chia 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 1 chia 3. Dễ chưa, dễ chưa? Các em thấy skill của thầy đọc không? Quá nhanh nhưng không nguy hiểm. Đây là quá nhanh mà lại còn chắc chắn đúng nhá. Câu số 6 á. Cho phương trình hóa học của phản ứng sau, phát biểu nào sau đây là đúng? Cho phương trình hóa học phản ứng sau, đồng này cộng bạc cộng này tạo thành đồng 2 cộng này cộng bạc này. Vậy này thì ghi xuống dưới. Đồng này cộng bạc cộng này để tạo thành đồng 2 cộng này cộng bạc này. Vậy đây mình sẽ nhìn thấy rằng là thằng bạc cộng có tính oxy hóa thì ion bạc cộng nó sẽ bị khử thành bạc, đúng không ạ? Ion bạc cộng sẽ bị khử thành bạc. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu số 7 ạ. Ở nhiệt độ cao khi hydro khử được oxit nào? Cái thằng về hydro này thì các em ít được học lắm. Thế thì chỉ trong cái buổi hôm nay thầy có để nhắc cho các em thôi. Là gì? Ở nhiệt độ cao khi hydro khử được những oxit nào? Thì ở nhiệt độ cao khí hydro chỉ khử được các oxit của kim loại mà đứng sau nhôm các em nhé. Hydro chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau nhôm. Vậy này, không thể khử được MgO, CaO, Al2O3 là không làm được. Và nó chỉ khử được gì ạ? CuO mà thôi. Nên đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án D các bạn. Đáp án chính xác là đáp án D nhé. Câu số 8. Câu số 8. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng với thầy. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này hãy giúp thầy chia sẻ lại buổi học và tác giúp thầy tất cả các bạn của em vào đây ạ. Cảm ơn tất cả các em rất rất nhiều. Câu số 8 nào. Thí nghiệm là sau đây không xảy ra ăn mòn điện hóa học. Không xảy ra ăn mòn điện hóa học ạ. Không xảy ra các em nhá. Thế thì nhúng kẽm và đồng hai điện cực khác nhau bằng bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong dịch chất đại ly ăn mòn điện hóa.
Gang là có sắt với carbon. Hai điện cực khác nhau bằng bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất Li có ăn mòn điện hóa. Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2O4 loãng là không, bởi vì nó chỉ có một cực là nhôm nhá. Không, phải đáp án đúng là C. Câu 9. Đề sở Bắc Ninh lần 1 năm 2022. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Kim loại chrome có độ cứng lớn hơn kim loại kali. Ô, chắc chắn đúng nhỉ. Chrome là anh kim loại có độ cứng nhất trong mạng tuần hoàn. Chỉ đứng sau kim cương. Kim cương là phi kim. Đúng là A. Ok nhá. Quá dễ. Câu 10 này, một skill tiếp tục vẫn đọc của thầy à. Câu 10 bây giờ chinh phục nó bằng skill đọc của thầy như thế nào? Các bạn cũng comment đáp án thì coi nào. Câu 10 ạ. Lưu huỳnh trừ 2 về lưu huỳnh 0, 2E. Mn dương 7 về Mn dương 2, 5E. Vất 5 lên đây, vất 2 lên đây, 2Mn. Đúng chưa? 2 kali thì đây là 1. Đến lưu huỳnh này, 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 5 là 8. Vậy là 8 lưu huỳnh. Ok chưa? Thế mà chỗ này là 5. 8 trừ đi 5 thì còn 3. 3H2. Vậy hệ số cái chất tham gia phản ứng là 5, 2, 3. 5, 2, 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. 5, 2, 3. Đáp án B bỏ các em nhé. Câu số 11. Sở Giáo dục Đào tạo Lào Cai lần 1 năm 2022. Cho luồng khí CO. Thì đầu tiên mình phải giải quyết được là anh CO thì nó tác dụng với những anh nào. Thì CO ấy, thì nó chỉ khử được các oxit của anh kim loại đứng sau anh nhôm thôi nhá. Vậy CO chỉ khử được Fe3O4 này, không làm gì được Al2O3, không làm gì được MgO. Vậy nung được thì sau phản ứng mình sẽ thu được là gì ạ? Fe3O4 nung thì tạo thành Fe. Vậy mình sẽ thu được Fe này, Al2O3 này, MgO này. Đáp án đúng đáp án B, bỏ nhá, dễ trai ạ. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái lần 1 năm 2022. Nhận định nào sau đây là sai? Nhận định nào sau đây là sai? Sắt tan ở trong dung dịch CuS4 đúng. Sắt tan trong dịch FeCl3 đúng, tại vì sắt tác dụng với sắt 3 được. Đồng tan trong dịch sắt 3 đúng, bởi vì đồng tác dụng với sắt 3. Đấy nhá. Sắt này tác dụng với sắt 3 cộng này, tạo thành sắt 2 cộng này, 2 này, 3 này. Đồng này tác dụng với sắt 3 cộng này để tạo thành đồng 2 cộng này, cộng với lại sắt 2 cộng này, tác dụng nhá. Sắt tan trong FeCl2, sắt không có tan trong FeCl2. Vậy đáp án sai, chúng ta đáp án gì? Câu 13. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam năm 2022. Hợp chất sắt 2 thể hiện tính khử trong phản ứng nào? Sau đây. Hợp chất sắt 2 ạ, thể hiện tính khử trong phản ứng nào sau đây? Đây ạ, FeCl2 tác dụng là NaOH, không thể hiện tính khử. Hòa tan FeO bằng HNO3, đây là sắt dương 2 ạ, thì chắc chắn nó sẽ lên sắt dương 3 cộng NO. Vậy sắt thể hiện tính khử, khử tăng mà, số xoắn nó tăng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Câu 14 ạ. Khi điện phân NaCl nóng chảy tại cathode thì xảy ra quá trình gì? Cathode là nơi cation đến. Vậy cathode là nơi Na cộng tới. Na cộng nhận một E để tạo thành Na0. Khử tăng, O giảm, vậy Na cộng thì hiện tính oxy hóa, thì tương đương với lại sự khử. Vậy đáp án đúng nhất ở đây của chúng ta là sự khử ion Na cộng. Đáp án đúng đáp án B. Và đây là cái câu mà khá nhiều bạn bị sai nhá. Khá nhiều bạn bị sai, các bạn hãy cẩn thận. Rồi, đúng rồi, chính xác, 14 đi B ạ. Nào, 15 nào các em. 15 sử dụng một skill rất độc của thầy ạ. Skill cực độc của thầy ạ. Câu 15 nào. 15 ạ. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn. Bằng vừa đủ dung dịch H4 loãng thu được 1,344 lít hydro và dung dịch chứa Mg muối, xác định giá trị của M. Chúng ta có này. Khối lượng của muối sunfat thì nó luôn bằng khối lượng của hỗn hợp kim loại cộng với 96 nhân số mol H2. Đúng không ạ? Khối lượng hỗn hợp kim loại đề bài cho biết rồi. 3,22 cộng 96 nhân số mol H2, 1,344 chia 2,4 bằng 0,06 mol.
Và tại đây bây giờ chúng ta sẽ tìm được khối lượng của mỗi xung phát nhá. 3,22 cộng 96 nhân 0,06 bằng 8,98. 8,98 gam ạ. 8,98 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Đấy các bạn nhớ chưa? Skill thấy kinh không? Xịn xò chưa? Rất nhanh nhé. Nào chúng ta cùng comment cho thầy đáp án câu 16 ạ. 16 đáp án gì ạ? 16 các em nhá. Các bạn cùng comment cho thầy đáp án câu số 16 này. Câu này dễ mà. Dễ dã man luôn. Ta có ạ. Nào. Rồi, cảm ơn các em. Skill quá đỉnh đúng không? 16 dãy chất nào sau đây thì đều tác dụng được với dung dịch FeNO3 2 lần. Đều tác dụng được với FeNO3 2 lần. Nhá. Thế ở đây mình phải phân tích anh FeNO3 2 lần có gì? Nó có sắt 2 cộng này. Nó có NO3 trừ này. Đúng không? Thế thì sắt 2 cộng thì khi mà trong H cộng này thì mình sẽ tạo thành hỗn hợp là sắt 2 cộng NO3 trừ H cộng. Và mình có H cộng NO3 trừ có tính oxy hóa như HNO3. Nên nó sẽ oxy hóa sắt này lên sắt dương 3. Vì vậy nên HCl là có phản ứng. Nhìn tưởng không mà lại có. HNO3 thì chắc chắn có rồi. NaOH thì chắc chắn có bởi vì nó tạo thành FeOH 2 lần. Còn Ag cộng thì sắt 2 cộng cộng bạc cộng là đơn giản để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc. Vậy dãy các chất mà nó đều tác dụng được với FeNO3 2 lần là A. HCl, HNO3, AgNO3 nhá, các bạn nhớ nhá. Câu 27 ạ. 27 này mới hay này. 27 này là một cái câu về thực tế. Các bạn thử chọn đáp án cho thầy xem là 27 đáp án gì ạ? 27 ạ. Đáp án gì ạ? 27 ạ. Khó kìa. Khoai quá. 17 ạ. Trong phòng thí nghiệm thì người ta kim loại natri được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào? Thì natri để được bảo quản nó ấy, thì mình phải ngâm ở bên trong những chất lỏng mà không phản ứng với nó. Natri tác dụng với nước nên không thể bảo quản mà ngâm natri trong nước được. Natri tác dụng với giấm ăn nên không thể bảo quản mà ngâm trong giấm ăn. Natri tác dụng với alkonitric nên không bảo quản được. Vì vậy nên mình chỉ có thể bảo quản natri bằng cách ngâm trong dầu hỏa mà thôi. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 18. Ở điều kiện thường, X là chất khí màu vàng lục, mùi sốc, nặng hơn không khí. X độc có thể phá hoại niêm mạc đường hô hấp. Từ chốt ở đây chúng ta là màu vàng lục, mùi sốc. Vậy đáp án đúng của chúng ta chất X là clo. Ok. Câu 19 nào. Cho phản ứng sau phát biểu đúng là, chúng ta quan sát này, nhôm từ nhôm 0 lên nhôm dương 3, vậy nhôm là chất khử, chất đồ xóa toạc. Được chưa? NaOH là chất môi trường chứ không phải NaOH là chất oxy hóa. Sai. Nước từ H cộng 1 về H0, vậy nước là chất oxy hóa. Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta nó là đáp án D. Và rất nhiều bạn có thể chọn nhầm là đáp án B. Rất tiếc cho những bạn nào chọn B. Đấy chưa? Khử tăng ho giảm chính xác em. Đúng rồi, cứ đọc cái câu thần chú đấy của thầy là xong. Nào câu 20 nào các em. 20 thầy gợi ý nhá. 20 thầy gợi ý này. Chúng ta sử dụng một cái skill của thầy này. Khối lượng muối clorua. Muối clorua thì bằng khối lượng của hỗn hợp kim loại cộng với 71 nhân với NH2. Nào các bạn cùng bấm máy tính cho thầy xem này. Xem là khối lượng của muối clorua thì bằng bao nhiêu. Các bạn cùng bấm máy tính xem nào. Câu này dễ mà. Câu này dễ lắm. Quá dễ luôn. Nào ta có khối lượng muối clorua này bằng này. Khối lượng hỗn hợp kim loại là bằng 44,5 này. Cộng với này 71 này nhân NH2 22,4 chia cho 2,4 là bằng 1 mol này. Vậy mình sẽ có là 44,5 cộng với 71 thì bằng 115,5 ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ 115,5 nhá, chính xác. Rồi câu 21 ạ. 21 rồi các em.
21 mình chọn đáp án gì ạ? 21 hả các em ơi? Nước thải công nghiệp thì thường chứa các ion kim loại nặng. Như đấy thì để xử lý sơ bộ và làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta dùng chất nào sau đây? Thì người ta phải dùng một cái chất nào nó rẻ và nó kết tủa hầu hết các ion kim loại nặng. Thì cái chất rẻ mà kết tủa hầu hết các ion kim loại nặng thì nó chỉ có thể là xe văn là đáp án đúng là đáp án D các bạn nhá. Câu 22 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Dùng CO thì không thể nào khử được MgO, đúng không? CO chỉ khử được oxit của kim loại đứng sau nhôm thôi. CO khử oxit sắt để điều chế sắt. Đúng. B đúng luôn. Điện phân nóng chảy N2CO3 điều chế natri là sai. Điện phân dung dịch AlCl3 cũng sai. Điều chế nhôm thì không bao giờ điện phân dung dịch phải điện chân vân nóng chảy. 23 nào. 23 nào các em? 23 đáp án gì ạ? 23 đáp án gì ạ? Hai ba nào? Bột nhôm tác dụng với clo ở ngay nhiệt độ thường. Sắt phản ứng với dung dịch than 4 loãng nguội. Thiết hợp kim của sắt 0,01 đến 2% khối lượng carbon. Kim loại sắt không tan được trong dịch sắt 3. Không tan là sai, sai là gì? Sắt tan ở trong dịch sắt 3, các em nhá. 24. Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra? Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra? Chúng ta lưu ý nhá. Không xảy ra. Magie đẩy được bạc, có xảy ra. Kẽm đẩy được đồng, có xảy ra. Sắt đẩy được chì, có xảy ra. Bari đẩy được sắt. Mặc dù bari mạnh hơn sắt, nhưng bari cho vào trong dung dịch ấy thì bari nó tác dụng với nước trước, chứ không có chuyện là bari đẩy được sắt nhá. Vậy không xảy ra là C. Ồ, đến câu 25 rồi. Câu 25 này lại sử dụng một skill cực kỳ kinh khủng của thầy các em ạ. Đấy, các bạn có nhớ là skill gì không? Đây mình có này. Khối lượng muối nitrat, thầy nhắc lại nhá. Khối lượng muối nitrat thì bằng khối lượng của hỗn hợp kim loại cộng với khối lượng gốc NO3 trừ là bằng 62 nhân với tổng số mol electron trao đổi. Khối lượng hỗn hợp kim loại bằng 1,35 cộng với 62 nhân tổng E trao đổi này. NO này là nhận 3 E, 3 nhân 0,01. NO2 nhận 1 E cộng 1 nhân 0,04. Đấy, cứ áp dụng công thức là ngon lành cành đào luôn. 1,35 cộng 62 nhân bằng một đơn 0,03 cộng 0,04 bằng 5,69 gam. 5,69 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhé. Đáp án A. Câu 26 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không tạo thành kim loại sau khi phản ứng kết thúc? Thí nghiệm nào sau đây không tạo thành kim loại sau khi phản ứng kết thúc nhá. Luồng khí NH3 đến dư vào ống sứ chứa CrO3. Lượng dư bột magie vào sắt 3 chắc chắn thu được kim loại. Nung AgNO3 ở nhiệt độ cao chắc chắn thu được bạc. Điện phân dung CO4 bằng điện cực trơ chắc chắn thu được đồng. Vậy không thu được kim loại sau khi phản ứng kết thúc là A. Dẫn luồng khí NH3 dư vào ống sứ chứa CrO3. Câu 27. Úi dồi, 27 này hay lắm. 27 hay dã man luôn các em ạ. 27 đáp án gì nào, các bạn comment đáp án để xem nào. Dễ quá, đúng không ạ? 27 ạ. Nào, những tính chất vật lý chung của kim loại. Thế thì mình phải hiểu nhé, tính chất vật lý chung của kim loại là do bọn nào quyết định? Thì cái tính chất vật lý chung của kim loại ấy, đó là do các anh electron tự do quyết định. Vậy những tính chất chung là tính dẻo là đúng rồi, dẫn điện đúng, dẫn nhiệt đúng, ánh kim đúng. À, 28 ạ. Tính chất hay ứng dụng nào sau đây của carbon dioxide là không đúng? Nước đá khô được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Đúng. Là oxit axit có tính oxy hóa, đúng. Không cháy nhưng không duy trì sự cháy là sai, bởi vì nó vẫn có thể tác dụng với các oxit kim loại, đúng chưa? Nhưng mà chuẩn nhất là dùng để dập tắt đám cháy kim loại là sai, đúng không? Carbon dioxide không thể dập tắt các đám cháy kim loại, xịt vào nó còn cháy to hơn, bởi vì CO2 này cộng Mg này, O này, Mg thôi để tạo thành MgO này cộng carbon cháy càng to hơn.
Vì vậy nên không đúng là dễ nhá, không đúng là dễ. 29 ta. Sục khí HAS. Sục khí HAS vào trong dung dịch COS4 thấy có kết tủa màu trắng. Sai. Sục vào mình thấy kết tủa COS, kết tủa màu đen. Không có trắng được. Thành phần chính của phân bón phức hợp amophos là sai, phân bón phức hợp, cái này không phải phân bón phức hợp. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxy hóa khử, chính xác. Điện phân dung dịch KCl có màng ngăn thì thu được oxy ở cathode, sai. Cathode là chỉ có thu được hydro hoặc là kim loại thôi. Vậy số phát biểu đúng ở đây chúng ta chỉ có một. Đáp án đúng là đáp án C. Úi dồi ôi, câu 30. Úi dồi ôi, các em nhìn câu 30 bot của hôm nay này. Nhìn kinh không? 30 nhìn sợ nhỉ? Ok, không sao cả. Thầy sẽ cân cùng các em câu 30 này. Nó rất đơn giản thôi. Nhá. Nó rất đơn giản thôi, nhưng mà thầy nghĩ rằng là cũng không có quá nhiều bạn có thể làm được những cái câu như câu 30 này đâu. Đấy, nhiều bạn làm nó không ra đây này. Đây, các bạn quan sát nhá, thầy hướng dẫn. Câu 30 ạ. Hóa tan hoàn toàn 8,66 gram. Hỗn hợp gồm magie này, Fe3O4 này, FeNO32 lần này, bằng dung dịch gồm này, HCl này, 0,52 này, HNO3 này, 0,04 này, thu được này, dung dịch Y này, và hỗn hợp khí Z này, gồm này, NO này, hydro này, tỷ khối hơi siêu hydro là 10,8. Vậy thì phân tử khối trung bình là 10,8 nhân với 2 thì bằng 21,6. Cho này 2, cho này 30. 30 chứ 21,6. 8,4. 2 chứ 21,6. 19,6. 19,6 mà chia cho 8,4. 7/3. 7/3. Mà tổng số mol Z là 0,05 mol. Vậy đến đây mình tìm được số mol hydro, mỗi phần là 0,05 chia 10 là mỗi phần là bằng 0,005. Vậy anh này chiếm 3 phần là 0,015. Anh này chiếm 7 phần là 0,045. Đấy, mình tìm được số mol NO. Sorry, 0,035 ạ. 0,035 ạ. Mình tìm được số mol NO và số mol hydro. Xong rồi cháu nhá. Bây giờ mình giải đơn giản thôi. Cho dung dịch Y tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa trong không khí, rồi nung đến độ đựng không đổi thì thu được 10,4 gram chất rắn. 10,4 gram. Được chưa? Thế bây giờ câu chuyện đơn giản là mình đặt số mol của magie là A, F3O4 là B, FeNO32 lần là C. Ok chưa? Thế thì trong này, trong dung dịch Y này, mình cũng phòng có NH4. Phòng thôi ạ. Thì phòng đặt số mol NH4 này là D. Nhá. Thế thì ngay lập tức mình sẽ có cái bảo toàn khối lượng đầu tiên là khối lượng của X là 8,66 thì bằng khối lượng của magie là 24A. Cộng của khối lượng F3O4 là 232B. Cộng khối lượng của FeNO3 2 lần là 56 cộng 62 nhân 2 bằng 180C. Một phương trình. Một phương trình ạ. Phương trình thứ hai là phương trình tính theo số mol H cộng. Mình có tổng số mol H cộng là 0,52 cộng 0,04 thì bằng này. Bằng này. Các bạn quan sát nha. Bằng này. Công thức là bằng 4 lần số mol NO, 4 nhân với 0,035 cộng 2 lần số mol H2, 2 nhân 0,015. Được chưa? Cộng với 2 lần số mol của oxy trong oxit là 2 nhân với 4B. Cộng với 1 lần số mol NH4. Nhá. Số mol NH4 này là 0,1 mà 10D. Đây phương trình số 2. Phương trình số 3 bảo toàn nitơ. Nitơ trước phản ứng 0,04.
Nitơ sao phải được nằm trong NH4 cộng là D cộng với NO là 0,035. Được chưa? Và cuối cùng cái chất rắn còn tồn tại trong dịch ấy, đây thì chắc chắn là anh này sẽ có là Mage2 cộng này, Fe3 cộng này, Fe2 cộng, Fe3 cộng đều được. Thế thì Fe3 cộng Fe2 cộng thì kết tủa chúng ta sẽ đều là FeOH2 lần hoặc FeOH3 lần. Nhưng mà khi đun nóng lên thì chắc chắn mình chỉ có thu được kết tủa gồm có đây MgOH2 lần. Có thể có cả FeOH2 lần nhưng cuối cùng đun nóng lên thì đều chỉ còn lại MgO và Fe2O3 mà thôi. Nên không cần quan tâm. Đúng, không cần quan tâm lắm. Bảo toàn Mage, đây là A, thì anh này là A. Bảo toàn sắt 3B cộng C chia 2, 3B cộng C chia 2. Ok chưa? Thế thì cái khối lượng của chất rắn này bằng 10,4 này. Vậy mình sẽ có hệ phương trình này. 10,4 bằng 10,4 bằng 10,4 bằng 40A cộng với 160 nhân với 3B cộng C chia 2. Rồi các bạn bấm máy tính cho thầy đi. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu và D bằng bao nhiêu. Các bạn bấm máy tính giúp thầy với. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu. Bấm giúp thầy với các em ơi. A bao nhiêu ạ, B bao nhiêu ạ và C bao nhiêu ạ. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu. Các bạn bấm máy tính giúp thầy nào. A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu, D bao nhiêu. A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu, D bao nhiêu. Bấm hộ thầy với. 24. Ờ. 24 này. 232 này, 180 này, 0 này. 0 này. 8 này. 0 này. 10 này. 0,52 cộng 0,04 trừ đi 4 nhân 0,035 trừ đi 2 nhân 0,015. Không phẩy không bốn trừ không phẩy không ba năm bằng 0,05. Bao nhiêu em? Đây ạ, mình có A bằng 0,025. Thầy bấm máy tính đợi các em lâu quá. B bằng 0,0425. Ô, C âm á. Ô, C âm là bấm có lẽ nhầm rồi. Lại bấm nhầm đâu rồi. Thầy bấm nhầm rồi, thầy bấm nhầm rồi. 24A này, 232B này, 180C này, 0D này, 8,66 này, 0A này, 8B này, 0C này, 10D này, 0,52 cộng 0,04. 0,52 cộng 0,04 trừ đi 4 nhân 0,035 trừ đi 2 nhân 0,015 bằng 0 bằng 0 bằng 0 bằng 1 bằng 0,035. À, chỗ kia ghi lỗi. 40. Đây rồi. A bằng 0,2 ạ. Thầy bấm lỗi ạ. Bấm lỗi một tí. Bấm lỗi một tí là toang ngay. A bằng 0,2. Dễ mà các em. B bằng 5 nhân 10 trừ 3. C bằng 0,015. D bằng 0,035. Vậy này.
Đề bài hỏi phần trăm khối lượng FeNO3 2 lần. C bằng 0,015. Vậy tìm được phần trăm ạ. 0,015 nhân với 180 chia 8,66 bằng nhân 100% bằng 37,17%. 37,17. Thế số non này nó không chuẩn lắm nhỉ? Hay thầy phải bấm lỗi? Để thầy đợi thầy tẹo. 31,17. À, đúng mà. 31,17 gần bằng 31,18 này. Đáp án đúng là đáp án A. Đấy, mình cứ run sợ mình rồi. Ok ạ. Thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta giải câu 30 này là một cái câu mà sử dụng tổng hợp tất cả các skill của thầy để chúng ta giải nhanh lên một cái câu mà vận dụng cao của phần axit loại 2. Đấy, thì thầy rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em khi mà học môn hóa thì không còn sợ môn hóa nữa bằng những cái skill giải nhanh của thầy. Cái buổi học ngày hôm nay là thầy trích 3 skill trong cái khóa S1 của thầy, nên bạn nào mà muốn tìm hiểu về các cái skill của thầy thì có thể tìm hiểu ở bên trong khóa S1, S2 và S3 của thầy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em vào các buổi học sau ạ.